Hiện đại Việt Nam chịu ảnh hưởng của nhiều của văn hóa nước ngoài, và trong đó phải kể đến văn hóa Nhật Bản. Năm 2018, tại Việt Nam đã ra đời nhóm nhạc thần tượng SG48 là phiên bản chị em với nhóm nhạc thần tượng của Nhật Bản AKB48. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Aitakata phiên bản Việt. Tiết mục do các bạn thí sinh khoa Media Promotion của trường Đại học Ngắn hạn Nishinihon, hầu hết là các bạn người Nhật, nhưng nếu nhìn kỹ thì các bạn sẽ phát hiện ra một bạn học sinh Việt Nam trong nhóm. Xin mời các bạn biểu diễn. Cảm ơn tiết mục rất vui nhiều của các bạn ạ. Và trong nhóm có một người bạn là học sinh Việt Nam. Xin mời bạn học sinh người Việt Nam nán lại một chút để mình có thể hỏi một chút được không ạ?